Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết số liệu mới nhất cho thấy chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã rơi xuống vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Người nhà của các nạn nhân trở nên tuyệt vọng sau khi Thủ tướng Malaysia chính thức tuyên bố máy bay MH370 đã lao đầu xuống Ấn Độ Dương. Đó là một khu vực rất xa, khu vực mà chúng tôi suy đoán chiếc máy bay có thể rơi xuống. Tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc báo tin. Theo những số liệu mới nhận được, chuyến bay MH370 đã kết thúc hành trình của mình tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày mai để cung cấp thông tin chi tiết. Hôm 8 tháng 3, máy bay MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar theo dõi 1 giờ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để bay tới Bắc Kinh. Có 239 người có mặt trên chuyến bay mất tích.